Xin chào tất cả các anh em nha. Video này mình dẫn điện form từ một dự án Nether Network. Khi tham gia dự án này các bạn sẽ nhận được 0.5 token có cái hiệu là NN, một lượt ghép thì 0.2, và có thêm một phần giải thưởng là những cái top này, những cái top ghép lên top 1 thì được nhận 5.000 ít, nhận TPT như thế các bạn. Thì cái này thì mình không quan tâm tới. Chương trình ghép này diễn ra từ ngày 14 tháng 10 năm 2020 và kết thúc vào ngày 24 tháng 10 năm 2020. Các bạn tranh thủ làm nhanh nha các bạn. Rồi nhiệm vụ khá là đơn giản, các bạn join vào hai kênh Telegram này các bạn. Rồi các bạn điền là username Telegram của mình đó. Các bạn vào setting copy username Telegram của mình nha các bạn. Cái máy này quá dễ vậy. Ơi mình thiếu con số 1 các bạn ơi. Chút xíu rồi công dễ tràn nha các bạn. Rồi theo Word thì các bạn like và đi tiếp với ba người bạn nha các bạn. Follow và pinbot với ba người bạn. Ôi các bạn chờ chút nha các bạn. Rồi các bạn theo dõi nha các bạn. Rồi các bạn xuống đây các bạn like với đăng bài nha các bạn. Một bài các bạn nên làm liền nha các bạn. Like cho hai bạn. Con này chạy trên nền tảng Smart Chain. Rồi các bạn nhập vô đây. Phát. Để kiếm cái bài dự án là cái bài NN này nha các bạn. Rồi các bạn test lại ba người bạn nha các bạn. A cộng VF 1 A cộng Hải Dương 2 A cộng Phan 3. Rồi các bạn test lại nha các bạn. Ba người bạn được các bạn ơi. Rồi các bạn mới đáp lên các bạn. Rồi các bạn ghi username cho tao tweet của mình các bạn. A cộng win về nền nở hết chén. Các bạn vào check in có thể quên trang cá nhân của mình các bạn, vào một hồ sơ. Rồi đây thì cũng like đi tiếp với ba người bạn luôn cũng như nãy thôi các bạn. Phong các bạn đi. Rồi các bạn test chào các bạn. A cộng VS A cộng Hải Dương A cộng Tăng Võ. Rồi các bạn trả lời các bạn. Rồi các bạn mới đáp lời các bạn. Rồi các bạn lấy một cái link ghi viết pinbot nãy các bạn. Rồi các bạn trả qua đi. Rồi các bạn nhấp vào trang cá nhân các bạn. Nhấp vào một hồ sơ nè. Các bạn nhờ một tự quyết trả lời nè. Rồi các bạn chờ lót chút nha các bạn. Rồi các bạn lướt xuống. Cái bài nào ta? Phan các bạn ơi. Chưa các bạn ơi. Kiếm cái bài đàng hoàng. Rồi các bạn copy lên cái bài nữa các bạn. Copy bài này đi. Các bạn sao chép hay cái tuyên kết đến theo quân các bạn. Rồi các bạn trở về cho cái form đó nè. Bạn mới đắp vô đây các bạn. Tao. Rồi các bạn. BS20 với BS20 các bạn. Và mở YouTube Wallet ra nè. Các bạn cập nhật vào. Các bạn bấm vào vô. Các bạn gõ BNB nha các bạn. BNB này các bạn. Rồi các bạn bắt đắp lên đó. Rồi các bạn copy địa chỉ nha các bạn. Rồi các bạn chở lên cho bot nha các bạn.
clip tiếp theo từ mình nhé. Các bạn đang theo dõi video. Chào tạm biệt tất cả các bạn. Hẹn các bạn vào những video clip tiếp theo.